Kính chào anh chị. Trong phiên ngày hôm nay thì thị trường có một nhịp tiếp đà hồi phục và tăng 4 điểm. Tuy nhiên thì cái thanh khoản thì vẫn duy trì ở một mức thấp và tâm lý của đa phần các anh chị nhà đầu tư hiện tại thì vẫn chưa dám tham gia với tỷ trọng lớn hoặc là nhiều anh chị thậm chí còn chưa dám mua mới lại nữa. Như vậy thì với những diễn biến ở thời điểm hiện tại thì liệu là chúng ta có cần phải lo lắng quá hay là thị trường liệu có những pha điều chỉnh mạnh nữa không? Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Vâng thì xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Lê EZT ok ờ, hôm nay thì chúng ta tiếp tục có một đà hồi phục sau cái phiên cuối tuần vừa qua thị trường của chúng ta hồi phục đúng không ạ tuy nhiên thì các anh chị có thể thấy được là à, trong phiên ngày hôm nay thì cái, cái sự hồi phục nó vẫn đến ở một cái mức thanh khoản nó rất là thấp và đặc biệt là thị trường cũng lại tạo ra một cái cây nến cây nến đỏ với một cái thân nến nó rất là hẹp như thế này nó cho thấy được là cái sự lưỡng lự của nhà đầu tư cũng như là thị trường đang có dấu hiệu là cứ vừa đi lên vừa trong nghi ngờ đúng không ạ Thế vậy thì ở thời điểm hiện tại thì liệu là chúng ta có sợ thị trường bị điều chỉnh mạnh nữa không? thì theo quan điểm của Tùng Lê thì giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta không cần phải lo lắng quá về cái điều đó. bởi vì sao? ạ? bởi vì như trong những cái video trước đây, trong suốt giai đoạn này thì Tùng Lê cũng đã đưa ra cho các anh chị một kịch bản đó là thị trường của chúng ta đang sideways và hiện tại thị trường đang có dấu hiệu đi trong cái kênh này, đúng không ạ? đi trong cái kênh và hiện tại thị trường của chúng ta đang ở gần cái biên dưới thì chúng ta vẫn có thể đầu tư một cách bình thường. Chỉ khi nào mà thị trường đi lên đến bên trên chúng ta mới cần phải uh, có những cái yếu tố là quản trị rủi ro cũng như là phải dè chừng đối với thị trường. Còn ở thời điểm hiện tại thì khi thị trường vẫn đang ở cái vùng biên dưới thì Tùng Lê đánh giá là cái chị nhà đầu tư chúng ta vẫn có thể giao dịch được bình thường. Cũng như là trong video thứ sáu vừa qua thì Tùng Lê cũng đã có phân tích cho anh chị là sau cái nhịp điều chỉnh này của thị trường thì thị trường đã xuất hiện hai cổ phiếu có dấu hiệu là sẽ là những cổ phiếu dẫn dắt cho thị trường trong đó là có cổ phiếu BCM đúng không ạ? Cổ phiếu này thì đã vượt đỉnh trước thị trường tận 3 phiên. Trong khi thị trường của chúng ta thì chưa hồi phục được bao nhiêu thì cổ phiếu BCM nó đã vượt đỉnh và tiếp diễn cái đà tăng. Đấy là điều quan trọng nhất. Thứ hai đó là cổ phiếu PLX đúng không ạ? Rõ ràng là thị trường của chúng ta còn chưa hồi phục được bao nhiêu. Vẫn rất nhiều có rất nhiều các cổ phiếu cũng chưa phục được, được bao nhiêu, nhưng mà cổ phiếu PLX nó đã hồi phục và về lại cái vùng đỉnh cũ đúng không ạ về lại cái vùng đỉnh cũ ngắn hạn vừa qua và trong phiên ngày hôm nay thì ở cổ phiếu này có một nhịp mà điều chỉnh test thực ra là điều chỉnh là cây nến đó các anh chị nhé có một nhịp là uh, gặp một áp lực bán nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà cái thanh khoản bán nó nó lại rất là thấp cho thấy được là cái lượng cung ở trên vùng đỉnh ở thời điểm hiện tại nó đang không quá nhiều đó và hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu có dấu hiệu dẫn dắt cho thị trường thì chúng ta hãy dựa vào những cái cổ phiếu dẫn dắt để cho chúng ta làm kim chỉ nam để đưa ra những quyết định đầu tư thì với việc là thị trường đã có những cổ phiếu giãn rát rồi thì Tùng Lê đánh giá là chúng ta vẫn có thể giao dịch được bình thường đúng không ạ? Giống như là trong cái video cuối tuần vừa qua thì Tùng Lê cũng có phân tích cho anh chị đó là cổ phiếu VGS đây ạ. VGS là cổ phiếu Tùng Lê đã có một cái hình so sánh giữa hai cổ phiếu đó là VGS và DDV thì hôm nay cổ phiếu VGS nó cũng tạo ra được một mức tăng lên tới là hơn 7%. Nó rất giống với cổ phiếu DDV trong cái giai đoạn trước mà uh, Tùng Lê cũng đã từng phân tích cho anh chị tức là trong giống như cái giai đoạn này đúng không ạ? Đó do đó thì giai đoạn này là giai đoạn mà Tùng Lê đánh giá là các anh chị đầu tư chúng ta cũng không cần phải quá thận trọng mà chúng ta vẫn có thể đầu tư được một cách bình thường các anh chị nhé. Và sau đây thì Tùng Lê sẽ chia sẻ với các anh chị và Tùng Lê sẽ phân tích và chia sẻ với các anh chị về bốn uh, cổ phiếu mà các anh chị đầu tư chúng ta có thể canh mua luôn trong ngày mai các anh chị nhé. Đầu tiên đó là cổ phiếu Pau, đúng không ạ? Cổ phiếu Pau cũng là cổ phiếu mà uh, cuối tuần vừa qua thì Tùng Lê cũng đã có phân tích cho anh chị rồi, đúng không ạ? Thì cổ phiếu này thì Tùng Lê cũng đã từng phân tích cho anh chị là cổ phiếu Pau đã xuất hiện. Phân kỳ dương MACD đến giờ, đây là một trong những chỉ báo ưa thích mà Tùng Lê hay sử dụng để mà xác định những cái điểm đảo chiều của cổ phiếu. Thì khi một cổ phiếu mà đó đã xuất hiện một cái phân kỳ dương MACD đến giờ, tức là một trong những tín hiệu sớm cho việc là cổ phiếu có khả năng đảo chiều trong ngắn hạn. Đó, thì hiện tại thì Tùng Lê đang đánh giá là sau cái nhịp điều chỉnh vừa qua của cổ phiếu, thì hiện tại là cổ phiếu PAU nó đã xuất hiện những cái dấu hiệu của sự đảo chiều trong ngắn hạn và nó đang từ cái cái nhịp điều chỉnh nó sẽ quay trở lại với một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn trong thời gian sắp sắp, tới đúng không ạ cũng như là các triệu có thể thấy được là trong cái phiên cuối tuần vừa qua thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà nó đã bật tăng với một thanh khoản gia tăng cổ phiếu tăng hơn 5% với một thanh khoản gia tăng cho thấy được là dòng tiền bắt đầu tìm đến với cổ phiếu này và lượng đi kèm với chất chất đi kèm với lượng đúng không ạ đây là một trong những tín hiệu rất là tích cực và trong phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu có nhịp test test lại tuy nhiên thì cái thanh khoản điều chỉnh tết lại nó lại ở mức mức rất là thấp cho nên tùng lê đánh giá đây là một trong những tín hiệu rất tốt cũng như là cổ phiếu này đang rất giống với một cổ phiếu mà trong cái video từ hôm thứ sáu thì tùng lê cũng đã có lấy phân tích cho các anh chị đó chính là cổ phiếu mbs yeah. đây cổ phiếu mbs là cổ phiếu mà tùng lê cũng đã có phân tích cho các anh chị thì cái giai đoạn giai đoạn điều chỉnh giảm này của của cổ phiếu Pau nó tương đối giống với cái giai đoạn điều chỉnh giảm này, tức là trước đó thì cổ phiếu bao cũng có một đà tăng và cũng tạo ra những cái mẫu hình nền và sau đấy cũng xuất hiện những cái nhịp gọi là uh, co giật với uh, một cái biên độ nó hơi lớn một chút đúng không ạ? Thì cổ phiếu MB tương tự như vậy đúng không ạ? Nó cũng có một cái giai đoạn đó là uh, co giật với một cái biên độ nó nó lớn. Sau đấy thì cổ phiếu MB nó có một cái nhịp là Uh, điều chỉnh giảm thì cứ một phiên giảm thì lại, lại xuất hiện một phiên hồi phục thì cổ phiếu Bao cũng tương tự như vậy và cái điều quan trọng đó là sau cái nhịp điều chỉnh này thì cổ phiếu bắt đầu là có những phiên tạo đáy theo dạng mẫu hình đó là xanh đỏ đan xen đó xanh đỏ đan xen thì cổ phiếu Bao cũng tương tự là như vậy đúng không ạ các anh chị nhìn thấy được giai đoạn này là cứ một phiên xanh một phiên đỏ một phiên xanh một phiên đỏ thì cổ phiếu PAU cũng tương tự như vậy đúng không ạ sau đấy thì cổ phiếu MBS cũng xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh và điều chỉnh với cái thanh khoản thấp cũng tạo ra một cái cây nến cây nến đỏ và rút chân với một thanh khoản rất là thấp đấy ạ hôm nay cổ phiếu bao cũng là một phiên mà cổ phiếu này tạo ra một cây nến điều chỉnh đỏ và rút chân rút chân lên nhưng điều quan trọng nhất đó là thanh khoản rất là thấp đó thì tùng lên đánh giá là cổ phiếu bao đang giống với cổ phiếu mbet ở cái giai đoạn này do đó thì đối với cổ phiếu PAU trong những phiên tới thì nếu như cổ phiếu bao tiếp tục có những nhịp điều chỉnh giống như cổ phiếu mb tức là nó sẽ điều chỉnh không quá nhiều và cái điều quan trọng nhất đó là thanh khoản điều chỉnh nhỏ thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc tham gia đối với cổ phiếu bao và có thể kỳ vọng cổ phiếu này có thể về lại cái vùng đỉnh cũ thậm chí là có thể vượt đỉnh tiếp giống như cổ phiếu mb đúng không ạ thì với những phân tích như vậy thì uh, trong cái giai đoạn hồi tháng 4 tháng 5 vừa qua, sau khi nhận thấy được những dấu hiệu tạo đáy của cổ phiếu MBS thì Tùng Lê cũng đã từng phân tích và khuyến nghị cho các anh chị nhà tư trong hệ thống mua cổ phiếu MBS ở vùng giá 27.5 đến 27.9 ở trong phiên ngày mùng 8 tháng 5. Tức là đây, tức là trong cái phiên này, đúng không ạ? Trong cái phiên này thì sau đấy là Tùng Lê cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị nhà tư trong hệ thống là chốt lãi cổ phiếu MBS ở quanh cái phiên uh, ngày 10 và ngày 11 tháng 6 đạt được một cái mức lợi nhuận đâu đấy khoảng khoảng tầm là uh, khoảng tầm là 23%. Đó, do đó thì với cổ phiếu uh, PAU ở thời điểm hiện tại thì Tùng Lê cũng đánh giá là cổ phiếu PAU đang có những vận động giống như cổ phiếu MPS và đầu tiên chúng ta sẽ có những cái mức uh, target nó theo từng bước, đầu tiên có thể là lên đến cái vùng giá 14.3 tức là uh, nó sẽ có một cái mức target ngắn từ cái điểm mua quanh cái vùng giá 13 đúng không ạ? Từ vùng giá 13 đến cái điểm mua uh, đến cái vùng target 14.3 tức là lợi nhuận chúng ta sẽ đạt được một mức khoảng tầm là là 7%. Đó. Và nếu mà xa hơn trong trường hợp mà xa hơn, nếu như thị trường và cổ phiếu ủng hộ thì có thể là chúng ta sẽ đạt được cái mức về lại đỉnh cũ tức là vùng 15.5 đến 16 tức là lợi nhuận chúng ta sẽ có thể đạt được một mức đâu đó khoảng tầm là 15. Uh, 17 đến 20% các anh chị nhé. Đó. Thì các anh chị đầu tư nào mà chúng ta muốn tham gia vào hệ thống room vip, khách hàng vip của team Tùng Lê EZT, các anh chị có thể nhắn tin cho Tùng Lê qua số Zalo. Tại màn hình các anh chị xem thì sẽ được Tùng Lê hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta hoàn toàn uh, cách cho anh chị tham gia hoàn toàn miễn phí các anh chị nhé. Ok, thì đó là với cổ phiếu PAU và cổ phiếu thứ hai mà Tùng Lê muốn chia sẻ với các anh chị, đó chính là cổ phiếu FRT. Đó tại sao một cổ phiếu mà đã tăng nhiều như này rồi thì tùng lê vẫn đánh giá là cổ phiếu này có thể mua được bởi vì cái điều quan trọng nhất đối với cổ phiếu này đó là trong suốt giai đoạn vừa qua dù cho thị trường điều chỉnh mạnh gặp áp lực bán lớn thì cổ phiếu frt cũng không xuất hiện những cái pha uh, điều chỉnh với thanh khoản lớn và cũng không xuất hiện những cái pha co giật với thanh khoản lớn cho thấy được là không có sự phân phối và không có sự thoát ra của dòng tiền lớn Do đó thì với một cổ phiếu mà nó có yếu tố cơ bản tốt như cổ phiếu FRT và nó không có sự thoát ra của dòng tiền lớn thì Tùng Lê đánh giá là với cổ phiếu này thì xu hướng trong chung và dài hạn của cổ phiếu FRT nó vẫn là một xu hướng đi lên. Đó với rất nhiều các câu chuyện cơ bản uh, được kỳ vọng trong những khoảng thời gian tiếp theo và trong những năm tiếp theo. Thí dụ như là đối với hệ thống nhà thuốc Long Châu. Thứ hai đó là mảng tiêm chủng Long Châu là một trong những mảng mà rất tiềm năng và là một miếng bánh rất lớn của thị trường mà FPT đang có lợi thế rất lớn đó chính là uh, có kinh nghiệm phát triển về chuỗi hệ thống cũng như là họ có thể tận dụng những cái mặt bằng của hệ thống nhà thuốc Long Châu để có thể phát triển mô hình đó là tiêm chủng tại nhà thuốc đây là một trong những câu chuyện rất lớn và sự kỳ vọng rất lớn đối với của cổ phiếu này các anh chị nhé OK thế thì trong những phiên tới nếu như cổ phiếu này mà nó tiếp tục đi ngang À, tùng lên đánh giá độ 1 đến 2 phiên tới mà tiếp tục đi ngang quanh cái vùng giá là 167 cho đến vùng giá 170 thì đây sẽ là những thời điểm mà các anh chị nhà tư chúng ta vẫn hoàn toàn có thể canh mua đối với cổ phiếu này các anh chị nhé Ok cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu GMD cổ phiếu GMD cũng là một trong những doanh nghiệp làm ăn rất là cơ bản đúng không ạ gần như nó là một trong những doanh nghiệp dạng như là blue chip trong nhóm ngành vận tải biển đúng ạ càng biển vận tải biển thì đối với cổ phiếu GMD là cổ phiếu mà cổ phiếu này đang đánh theo dạng mô hình nền chồng nền. đang đánh theo dạng mô hình nền chồng nền. Và các anh chị có thể thấy được là trước những pha tăng bật tăng của cổ phiếu này thì cổ phiếu đều xuất hiện những pha gãy. Đây là pha gãy này, đúng không ạ? Đây là pha gãy này. Trước những pha bật tăng mạnh thì cổ phiếu này đều xuất hiện những cái pha gãy. Tuy nhiên các anh chị có thể thấy được là các cái pha điều chỉnh, những cái pha gãy này, gãy nền thì đều gãy với một thanh khoản rất là thấp và sau đấy thích lũy lại với thanh khoản rất thấp, đúng không ạ? Nhịp này cũng tương tự là như vậy. Đó thì các anh chị có thể thấy được là sau đấy thì cổ phiếu có những nhịp tăng và trong giai đoạn này cổ phiếu cũng bị gãy nền nhưng mà cái thanh khoản bị gãy nó không phải là quá cao đặc biệt trong những phiên ở đây thì cổ phiếu đang giao dịch ở một cái trạng thái thanh khoản nó cực kỳ là cạn kiệt cho thấy được là cung cầu đang có sự ổn định và được kiểm soát rất là tốt do đó thì trong những phiên tới khi cổ phiếu này tiếp tục có cái vùng vận động quanh cái vùng giá là 77 đến 79 thì Tùng Lê đánh giá là đây sẽ là những thời điểm mà các anh chị nhà tư chúng ta vẫn có thể cân nhắc tham gia đối với cổ phiếu GMD và kỳ vọng cổ phiếu này sẽ có một cái nhịp bật tăng mạnh tiếp tục vượt đỉnh, vượt cái vùng đỉnh 85 ở đây. Tức là uh, chúng ta sẽ đạt được một cái mức lợi nhuận đâu đấy khoảng tầm bao nhiêu ạ? Khoảng tầm là 8 ít nhất là 8% thì với giai đoạn hiện tại thì Tùng Lê sẽ uh, có những mức target nó khiêm tốn và tùy theo cái cách vận động của cổ phiếu cũng như là dòng tiền thì chúng ta sẽ xem xét và chúng ta sẽ có những mức target phù hợp với tùy từng thời điểm các chị nhé. Ok, cổ phiếu thứ tư đó là cổ phiếu DGR. Nói đến DGR thì cũng là một cổ phiếu mà ờ, Tùng Lê đánh giá là rất nhiều các anh chị nhà đầu tư đang cảm thấy rất là đau đớn và cảm thấy rất là khó chịu với cổ phiếu này khi xuyên suốt thời gian vừa qua nó là một cái xuông giảm khiến cho nhiều những anh chị nhà đầu tư chúng ta bị bị thua lỗ đúng không ạ? Tuy nhiên thì không có một cổ phiếu nào là tăng mãi và cũng không có một cổ phiếu nào là giảm mãi thì với DG cũng tương tự như vậy. Đặc biệt là cổ phiếu này thì nếu nhìn vào trạc giờ thì các anh chị có thể thấy được là cổ phiếu này đã xuất hiện cái dấu hiệu đó là phân kỳ dương ba đoạn MACD là một trong những tín hiệu đảo chiều mà Tùng Lê rất ưa thích hay sử dụng. Đó, thì đây là một trong những tín hiệu cho thấy được là cổ phiếu DG đang có đã có dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng trong ngắn hạn. Đó. Và trong những phiên gần đây các anh chị có thể thấy được sau khi cổ phiếu này break khỏi cái vùng nền tích lũy ngày 24 tháng 7 thì cổ phiếu đã có 3 phiên đi ngang tích lũy với thanh khoản giảm dần. Đây là một trong những tín hiệu mà cho thấy được cái sự tích lũy đang có dấu hiệu tốt dần lên. Và với việc là khi cổ phiếu có đi ngang tích lũy với thanh khoản giảm dần thì đây là một trong những tín hiệu mà tổng lệ đánh giá là cổ phiếu này chuẩn bị sẽ có những nhịp bật tăng và bật hồi trong gian tiếp theo. Do đó thì trong những phiên tới thì khi cổ phiếu này có những nhịp điều chỉnh về quanh vùng giá là 13.5 đến vùng giá 14 thì Tùng lên đánh giá đây là những thời điểm thích hợp để cho các anh chị nhập tư chúng ta có thể đầu tư được đối với cổ phiếu này và sẽ có hai mức target mức thứ nhất đó là về quanh vùng giá 15 và nếu như thị trường và uh, ủng hộ thì cổ phiếu này sẽ có cái mức target lên đến vùng giá khoảng tầm 15.7 đến vùng giá 16 các chị nhé. Dạ vâng thì trên đây là những chia sẻ của Tùng Lê về mặt thị trường cũng như là top những cổ phiếu và các anh chị nhà tư chúng ta có thể canh tham gia trong những thời gian tới. Thì nếu như các anh chị cảm thấy hay, phù hợp và các anh chị có những câu hỏi nào các anh chị có thể để lại phần bình luận. Cũng như là các anh chị nhỏ tư chúng ta muốn tham gia về hệ thống của tim Tùng Lê SST, các anh chị có thể nhắn tin cho Tùng Lê qua số Zalo tại màn hình các anh chị xem thì sẽ được em hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể tham gia hoàn toàn miễn phí các anh chị nhé. Dạ vâng thì cũng xin kính chúc quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ có những um, quyết định phù hợp để có thể đầu tư được thuận lợi trong thời gian tới ạ.